Hải Băng bất ngờ thông báo ngừng sinh sau khi sinh con thứ ba vì lý do này đây. Mới đây, nữ ca sĩ Hải Băng bất ngờ có những chia sẻ trong đoạn cuối thai kỳ của lần mang thai thứ ba. Đặc biệt, cô cho biết sẽ tiến hành triệt sản để đảm bảo cho sức khỏe và nuôi dạy con một cách tốt nhất. Cô viết, mang thai, sinh đẻ, nuôi con, dạy con, khâu nào cũng vất vả. Lần mang thai này áp lực từ trong ra ngoài. Ông trời ưu ái cho tới ba nhóc tỳ và cũng đến đây cho em sinh kết thúc cuộc vui một cách an toàn, để bảo tồn sức khỏe của chính bản thân, để nuôi dạy con một cách tốt nhất. Triệt sản là một cách an toàn và hiệu quả cao nhất. Chia sẻ này của Hải Băng khiến không ít khán giả lo lắng, tuy nhiên phần nào cũng hiểu và thông cảm cho cô. Bên cạnh đó cũng có khán giả cho rằng nữ ca sĩ chỉ chia sẻ kinh nghiệm chứ chưa đưa ra thông báo chắc chắn cho vấn đề này. Trước đó, Hải Băng khiến dư luận không khỏi hoang mang khi tiết lộ mang thai em bé thứ ba chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Mặc dù được cảnh báo sẽ gặp nhiều rủi ro và có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Hải Băng vẫn quyết định giữ lại con và hiện tại đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Đặc biệt hơn, dù đã mang thai lần ba, nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ vẫn rất rạng rỡ, xinh đẹp. Cô vừa thực hiện một bộ ảnh khoe bụng bầu bên các con tuyệt đẹp khiến người hâm mộ trầm trồ.